Hôm nay em sẽ lên một cái lô máy cưa xích hàng bãi Nhật ha. Lô này giá hơn 1 triệu hoặc là vài triệu tùy theo cây. Đó, lô này toàn hàng đẹp thôi mấy anh ơi. Em sẽ lên chi tiết từng cây trước nha. Con này là Echo 2,6 kg cho mấy anh leo trèo tỉa cành nha. Hàng của Nhật có trợ lực. Rồi con này là hàng Thụy Điển ha, mã số 135, đời 2017, nồng 41 ly. Đó. Rồi em này là Hubana 120 Mark 2, đời 2020 nha, rất là cao luôn. Máy nồng 39 ly. Con này là Hubana 42, nồng 42 ly cho mấy anh khai thác tầm trung nha, giá rất là rẻ nè. Em này là Austin 021, hàng được sản xuất tại Đức nha, ma đền gummy, nồng 40 ly, có bơm xăng phụ, cò xả áp đầy đủ. Rồi em này là Ryobi, nồng 39 ly, hệ đời cao 4 số nha, đẹp 90%. Rồi em này là Makita của Đức nha, mã số là 3502, nồng 38 ly. Con này là Echo, hệ đời cao 4 số, nồng 38 ly luôn ha. Đó, con này máy nồng đứng là đẹp 90%. Rồi con này là Echo 401, nồi đồng cối đá nha, máy 6 kg cho mấy anh khai thác nhỏ nè. Em là Sinowa tay ngắn ha, 4 kg, công suất 29cc. Rồi em này là Makita 3435 ha. Đó, con này cũng nồi đồng cối đá luôn, máy 5 kg. Em này là Sinowa 300, nồng 37 ly, lốc nhôm, máy đứng nha, giá rất là rẻ luôn. Rồi máy đang ở Tân Châu, An Giang. Anh nào muốn đặt máy nào thì cứ chụp hình lại màn hình, gửi thẳng qua Messenger hoặc là Zalo cho em. Bên em ship hàng toàn quốc ha. Rồi em cảm ơn.